xót xa đi bên đời anh, và thấy anh chẳng hề biết đâu mà tim em đây vì yêu anh nên đau xa rời. Vì em đã chọn yêu ai, anh mới vô tình không nhận ra tình yêu em đã trao anh bấy lâu nay. Một trái tim bên lề sân đau, tình yêu em đã trao anh rồi. Đã biết bao ngày bên anh, là em đã có bấy nhiêu người yêu anh. Nhưng anh vẫn ngây thơ không biết tình em, thầm yêu anh đến tim đau xa. Chào ai rồi, tình yêu sâu kín cho anh đã bao ngày thầm lặng, nhìn anh không nói nên câu nói chi đây. Lòng xót xa đi bên đời anh, và thấy anh chẳng hề biết đâu mà tim em đây vì yêu anh nên đau xa rời. Vì anh đã chọn yêu ai, anh mãi vô tình không nhận ra tình yêu em đã trao anh bấy lâu nay. Một trái tim bên lề sân đau, vì biết anh chẳng hề biết đâu tình yêu em đã trao. Xin được cảm ơn tiếng hát rất tuyệt vời của đêm nay. Và để mở đầu chương trình vừa rồi thì xin được cảm ơn tiếng hát của bạn rất nhiều. Kính thưa các quý vị, cảm ơn các anh chị đã có mặt ngày hôm nay tại phòng trà Julie Anh. Xin được chúc các anh chị sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và để có một bữa tiệc như thế này thì cũng xin được cảm ơn anh Hoàn Anh rất nhiều đã sắp xếp một bữa tiệc thật là tuyệt vời để cho toàn thể nhân viên của Hair Salon Hoàn Anh có một buổi tối như hôm nay. Và chính vì thế thì xin được mời anh Hoàn Anh lên sân khấu, sẽ có một đôi lời phát biểu, và người tiếp theo được chỉ định hát sẽ là do anh Hoàn Anh đấy ạ. Xin mời anh. Còn à, bao nhiêu ngày nữa nhỉ? 2 ngày nữa à? Hả? 4 ngày nữa là mình sẽ kết thúc một năm 2021. Đấy là một năm rất là giông bão anh. Nhưng mà thôi em mọi thứ, anh xin được lời cảm ơn các em, đặc biệt là cảm ơn Dung đã quay trở lại coi như là phụ giúp cho Hoàn Anh. Còn mọi thứ giờ mình nói sau, tao phát biểu này tao ngại. Vinh, lên hát. Các bạn thấy được, lên hát. Được chưa? Mày quay à? Đúng không? Giả vờ nhá. Chúng ta kéo vào.
Được chưa? Thế có nhá. Vậy cũng được nữa hả? Rồi xong. Alo, alo. Chưa nắng cháy
bạn con tim một người yêu em. Chưa nắng cháy giờ gió núi sâu sóng khơi tan vỡ mau nên tôi nghẹn lời ôm cùng đời và phần lẽ you
hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh, giọt mưa mát như giọt mưa. Dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa, nhưng lòng em còn nhớ mãi một vệt ngày hôm qua làm con tim em héo khô. Lời anh nói khi biệt ly, chỉ mong rằng mai đây còn hương hương thơm tình cũ. Có chăng mình đã sống hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh, giọt mưa mát như giọt mưa. Dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa, nhưng lòng em còn nhớ mãi một vệt ngày hôm qua làm con tim em héo khô. Lời anh nói khi biệt ly, chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ. Có chăng mình đã sống em trời. Nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi xin người chớ lo, vì cuộc đời còn bao nắng lắm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng miên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biển thôn nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn. Trong đường dài phía trước và lối đi về gặp gành ai biết. Cùng hát vang lên xu tăng đi bao nỗi buồn, và bài cùng thắp lên niềm vui. Còn gọi mùa thu đến khắp trời, nắng vẫn còn gọi mùa xuân đến với đời. Này anh ơi xin người chớ lo, vì cuộc đời còn bao nắng ấm. Sóng vẫn còn gọi bờ cát trắng biên chiều, nước vẫn còn một màu xanh biển hôn nào. Dòng sông xưa vẫn ngàn năm trôi mãi, trôi hoài về biển lớn. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn nói. Cùng hát lên đi cho đi vui khắp trời, và ngày thêm mơ mơ. Dù rằng đời lắm thăng trong đường dài phía trước, và lối đi về gặp gành ai biết. Cùng hát vang lên dù tan đi bao nỗi buồn, và cùng hát lên niềm vui. Và mình cùng hát lên nào lời tình tha thiết, cùng hát lên nào lời mình muốn. Cùng hát lên đi cho đêm vui khắp trời, và ngày thêm mơ mơ.
lối đi về gặp gành ai biết. Cùng hát bên nhau xua tan đi bao nỗi buồn và cùng hát lên niềm vui. Em nhìn thấy có một gương mặt rất là thân thương vừa mới đến, một vị khách mời đặc biệt của tối nay. Xin được mời anh Thuận lên sân khấu gửi tặng một bài hát đi anh. Dạ. Vậy em mời anh bên cạnh anh Thuận được không ạ? Dạ, xin mời anh lên trên này. Anh ơi, có cả nhạc sống mà có cả karaoke, anh hát gì cũng được luôn ạ. Xin mời anh. Đã nói rằng dù ra sao, dù thế nào ta vẫn như vậy, vẫn như ngày nào. Thôi em ơi, đừng bỏ quên cuộc sống đua đòi. Dẫu vẫn biết đời luôn thay đổi, nhưng đổi thay là ở con người. Anh mong rằng một ngày em sẽ hiểu và em sẽ quay về bên anh. Đừng đam mê người ơi. Anh ghét em ham chơi, ghét em thích đua đòi, ghét em sống buông lời những đêm dài tăm tối. Anh thích em như xưa, dễ thương rất quan hiền, dẫu em chẳng chừng gì mà vẫn đẹp tự nhiên. Ghét em xa hoa, ghét em sống xa đò, ghét em tính chân trẻ một tâm hồn buồn tẻ. Anh thích em như xưa, nói năng rất nhẹ nhàng, em chẳng sống phù phàng. Người ơi, người đã đổi thay rồi. Thank you.
đã nói rằng dù ra sao, dù thế nào ta vẫn như vậy. Vẫn như ngày nào, thôi em ơi, đừng bon chen cuộc sống đua đòi. Dẫu vẫn biết đời luôn thay đổi, nhưng đổi thay là ở con người. Anh mong rằng một ngày em sẽ hiểu và em sẽ quay về bên anh. Đừng đam mê nữa người ơi. Anh ghét em ham chơi, ghét em thích đua đòi, ghét em sống buông lời những đêm dài tăm tối. Anh thích em như xưa, dễ thương rất ngoan hiền, dẫu em chẳng chừng gì mà vẫn đẹp tự nhiên. Anh ghét em xa hoa, ghét em sống xa đò, ghét em tên chanh chòe một tâm hồn buồn tẻ. Anh thích em như xưa, nói năng rất nhẹ nhàng, em chẳng sống phù phàng. Người ơi, người đã đổi thay.
giọt lệ rơi thấm mặn bờ môi, uống trong nhau chết tình ấn chào để quên quê hương. Quê hương em con gái ao bà ba gắn mà to, câu ca dao trên lũ bông đang nằm ở vẫn còn, còn chủ động mùi thơm râm đường về nhà càng vui. Vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều.
là bay đi mãi, vẫn biết anh chờ như lời anh vẫn nói, vẫn thương thật nhiều, vẫn yêu thật nhiều, vẫn luôn chờ mong. Dù trưa nay phố biển không có ai, hello. Chìm đắm bao nhiêu dấu yêu khi bên người.
đôi ta bên nhau đêm trên lá thu vàng rơi, yêu đương đam mê dần trao hết cho người, làm thầm mong đắng say hạnh phúc. Nhưng nào ngờ ngoài vòng tay anh còn một người khác em yêu đắm chìm, vẫn một lời thề nguyện bên nhau chỉ là để muốn quên đi cô nhân đang tìm về. Khi em ra đi mùa thu chuốt lá ngoài sân, ôm bao cô đơn đau trong trái ngàn tình, bỏ sau lưng tháng ngày dài thương nhớ, trái tim em thuộc về anh. Đã như em hãy nói một lời, ta đang không yêu con tim anh đâu chỉ một lần, còn hơn vẫn nói yêu anh nhưng khi xa nhau rồi lòng em thay đổi. Còn tin nào ai khi yêu đang yêu mà không đau? Giá như ta không phải chân lòng thì giờ đâu phải cô đơn lang thang tiếc thương nhiều vì ai? Hạnh phúc đôi ta sẽ cho nhau anh nào đâu thấy những lời em hứa thì còn vị trí nào cho anh? Hạnh phúc đôi ta đang rơi cho nhau anh nào đâu thấy những lời em hứa thì còn vị trí nào cho anh?
thấy nguyên vẹn sau đêm bão giông, giữa hoang tàn lá quên nơi cuối đường có em riêng chờ đợi anh. Chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt trên vai anh không hòa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đầu tiên có anh tận đến những giây cuối cùng, suốt cuộc đời em không quên chân tình dành hết cho anh. Phút lìa xa dẫu gương mặt trên vai anh không hòa, nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên. Nhưng mà hát xong thì có được chỉ định người tiếp theo, mà người tiếp theo là phải hát đấy nha. Em sẽ chỉ định người tiếp theo đấy. Dạ. Ngày hôm qua là lý do của mình, cả tiệm mình hôm nay có mặt ở đây như thế này là do ngày hôm qua là anh qua sinh hoạt cùng với Salon Anh Thuận, anh Lê Văn Sĩ. Đấy là các em là còn nhỏ, các em chưa biết anh Thuận đâu, nhưng mà con bé con trẻ chưa biết rồi. Nhưng mà cái lịch sử của anh này là anh là 10 năm trước là anh đã biết anh Thuận rồi. Thế là anh biết anh Thuận, nói chung là vai vế trong nghề. Anh nói này, vai vế trong nghề, anh Thuận không phải là người anh đâu, mà gọi là mình gọi là cha chú trong nghề. Đây là anh nói, đây là không phải anh nói là bằng trái tim, là anh đại ca của chúng mày ấy, coi anh Thuận là như là cha mẹ, cha chú trong nghề. Đấy là góc độ không phải là tuổi tác, mà là vấn đề là trường đời của con người làm nghề, sống với nghề, yêu nghề, say nghề và cư xử với nghề, và các đàn em ở trong nghề là ở cái góc độ đấy anh được gọi là, mình gọi là cha chú. Đấy, mình nói như vậy. Cái bài sự hiện diện của anh Thuận ở đây cũng là của các em ở đây là cũng là nhờ là ngày hôm qua anh Thuận mời anh qua đây, anh mới biết cái nơi này, và tự nhiên anh thấy vui ấm áp, và anh của Salon Thuận Văn Sĩ, và anh cũng muốn rằng là các em được hưởng cái niềm vui đó cùng với anh, và là lý do là tất cả mọi người hôm nay có mặt ở đây.
Xin được rất là cảm ơn cái đội ngũ của mình ở các mọi người ở đây đã phục vụ cho Salon Anh Thuận và Salon Hoàng Anh hai hôm nay. Đấy, cho nên là nói gì thôi quên rồi, đủ rồi, ý nghĩa rồi, nói nhiều còn lột xem liên man, không nói nữa nhá. Rồi hát tiếp, hát bài gì mà kẹt mũi. À, hơi bị hay, mà bia vào kẹt mũi. Hôm qua cũng vậy mà, hôm qua cũng bị chen vậy. Hôm qua vào khó hát ở đâu, diễn thôi, có hát đâu, chú hát đâu. Đấy. Cho nên anh nói này, cho nên anh nói với Vinh, Om, với cả mọi người ở trong con trẻ học nghề. Ở đây nói này, sống ấy là mình sống, mình làm nghề, mình học nghề, mình sống kính nghề. Mình sống kính nghề thì mình sẽ yêu những người bậc đi trước. Và người ta tử tế, trong đấy, cái sự tử tế đấy của em hôm nay có anh trong đó. Thế là chỉ muốn là, mình không phải là mình phải làm được cái gì, mình thể hiện cái gì, mình chỉ là mình hiểu được cái điều đó thôi, là nó đủ rất quý rồi. Và một người sống như anh Thuận ấy, trong nghề bao năm rồi, không phải đơn giản là tự anh Thuận mới có mặt đây đâu. Em nhớ một điều chứ, không phải đơn giản. Không phải, là bởi vì là anh cảm thấy là, anh cảm thấy thích, anh cảm thấy là anh muốn làm một cái điều gì đó, nó chân quý như kiểu anh em mình có cái sự qua lại, trân trọng nhau, anh chạy qua đây. Chứ không phải đơn giản một người Anh Thuận chạy qua đây đâu chứ. Tao nói cho mày nghe đấy, đến chúng mày, em không hiểu được cái điều này đâu. Thế nên là anh nói với em hiểu, sau này á, anh có chạy đến em về vấn đề gì đó, hãy nhớ. Đó là sự chân quý, là mình phải làm sao để mà sống làm sao để cho mà cảm thấy là mình đối đáp lại một cái gì đó nó rất là lễ nghĩa và nó có lịch sự và nó chân quý thì con người mình có giá trị. Ok, vỗ tay. Dạ vâng, để tiếp lời của anh Hoàn Anh thì theo yêu cầu của các bạn, em cũng sẽ gửi đến một bài hát trong lúc chờ đợi tiếng hát của tất cả các anh chị. Và đặc biệt là gửi đến anh Hoàn Anh và anh Thuận một bài hát Bắc Bộ, âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh, ca khúc Khách Đến Chơi Nhà. Xót lời hát xuống chén trà mời nhau, để anh say một miếng trầu do rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Xa em đừng hát hay, xa em đừng nền nã, đừng áo tư thân, đừng khăn mó quà, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Cho tuông anh mất ngập ngừng, để người dưng nhớ người dưng thế này. Giá miếng trầu đừng cay, giá chén trà đừng chát, giá người ngoan đừng hát thì dỗi hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Giá ngõ mới trông ra ngõ mà chờ. Đây là một ca khúc âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh ạ. Và mai mốt các anh chị đều đến đây mà có yêu cầu là các ca sĩ quan họ Bắc Ninh đến hát thì em cũng có luôn. Rằng bấy khi khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, rót lời hát xuống chén trà mời nhau, để anh say một miếng trầu dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Xa em đừng hát hay, xa em đừng nền nã, đừng áo tư thân, đừng khăn mó quạ, đừng hát câu người ơi người ở đừng về. Cho buông ánh mắt ngập ngừng, để người dưng nhớ người dưng thế này.
ra miếng trầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, ra người ngon đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ mấy trông ra ngõ mà chờ, thân đừng khăn mó quà, đừng hát câu người ơi người ở đừng về, chót buông ánh mắt ngập ngừng để người dưng nhớ người dưng thế này. Ra miếng trầu đừng cay, ra chén trà đừng chát, ra người ngoan đừng hát thì dối hơi ai lại phải lòng để bây giờ. Ra ngõ mấy trông ra ngõ mà chờ, khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà. Tinh tang tang, tinh tinh tinh, tang tinh tinh tang tinh tang, tinh tang tang, tinh tinh tinh, tang tinh tinh tang tang tinh. Xin được cảm ơn các anh chị rất nhiều. Và bây giờ em phải chỉ định một trong hai giọng hát nữ rất là xinh đẹp mà ngồi đây mà chưa chịu hát. Xin mời chị bên này đi, em mời chị lên hát đi. Dạ. Chị ơi lên đi, giống như người Bắc Ninh tụi em á, là lời hát thay cho những lời chào ấy. Xin mời chị, giống như là anh Hoàn Anh vừa nói là mình gửi đến vị khách của mình đã lặn lội tới đây để mà nghe những giọng hát của mình. Xin mời chị lên. Bấy lâu anh chưa ghé về thăm.
nước về cho cây trái trổ bông. Tình em như lúa xuân trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim trắng mồ côi. Phù sa vun đắm chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lá mong chờ. Chờ nhau khi mùa lúa chín sẽ đón đưa nhau, trăng xanh tàn trôi xa nơi bên đầu, chim sáo bay xa mãi không về. Em vẫn chờ anh nơi đây đến lỡ rồi nhớ thương anh câu hát mong chờ. Thương chim quyên nức nở, thương con cá trên đồng, nghe chim trắng mồ côi đâu còn ai đón ai nhớ mà mong. Ôi Ali chàng ơi, Ali chàng ơi, em thương mà em đợi con nước buồn tan cô hát ly mong chờ. Mùa lúa thơm đã chín chín lâu rồi mà bấy lâu anh chưa ghé về thăm. Ơi, chim sao mồ côi, chim sao mồ côi, đêm trăng cò tan nghe tái tái tê lòng. Ngồi nhớ anh em ngó ngó lên trời, chim sao không về cánh cò mồ côi. Dạ em mời bạn Nhi lên. Rồi buồn làm sao, thèm nghe tiếng khóc bài
lẽ thấy mận thần con. Kìa bầu trời xa xôi nhắn con tôi dùng về đây bên mái chân chiều. Một mình mẹ lần hiu giờ đây mãi tốt như mây thân khói đầy nỗi lòng.
và tôi như đang bay giấc mơ xa giờ em tay trong tay những yêu thương nồng say khi bên nhau làm sao giữ phút giây này niềm vui gần nhau sao qua nhanh nghẹn lòng không nói nên lời hạnh phúc trao dâng lời hát xin cảm ơn tình yêu và cho chúng ta một đêm phút giây còn cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu đêm hôm nay như mơ bao nhiêu yêu thương ta trao cho nhau giây phút khát khao hát cho tình yêu và xin cảm ơn tình yêu mãi mãi chúng ta một đêm.